Cái vấn đề quan trọng của các bạn là các bạn phải nhìn thấy được cái ứng dụng của công cụ của hiệu ứng ha. Rộng 30, cao 20, độ phân giải là 200. Ví dụ chúng ta sẽ tạo một cái nền màu cam ha. Các bạn nhìn giúp thầy nha, Antalet Delete. Tạo thêm một cái layer nữa nha. Chọn cho nó là màu xanh nha. Antalet Delete, nhấn Ctrl T thu nhỏ lại. Bây giờ các bạn muốn vẽ giống như trên bảng á, các bạn phải dùng công cụ Pen. Mà công cụ Pen mà vẽ theo cái hình tròn thì các bạn lấy cái vùng chọn hình ellipse, các bạn vẽ ra. Sau đó các bạn dùng Pen nè các bạn. Sau đó các bạn dùng Pen nè. Các bạn chuyển qua chế độ vẽ vùng chọn là Path. Các bạn vẽ, nhìn thầy vẽ nè. Pen là cứ điểm đầu mình click, điểm thứ hai mình giữ chuột kéo. Sau đó cái điểm này các bạn muốn bẻ gãy, các bạn đè Alt các bạn click lại. Rồi mình giữ chuột kéo, sau đó đè Alt click lại. Vậy là cái vùng chọn kiến bò là cái vùng để mình gợi ý mình vẽ theo thôi. Nó giữ Antalet click lại. Còn nếu mà các bạn vẽ thẳng không á thì cái hiệu ứng nó không được đẹp. Đó, sau khi nó có vùng chọn xong các bạn nhấn Ctrl Enter để chuyển thành vùng chọn. Được chưa các bạn? Nó hiện tại nó đang chọn bên ngoài, nó ngược vùng chọn, mình nói là Select Invert, không có vấn đề gì hết. Tạo layer mới, tô cho thầy màu trắng. Đó, Alt Delete để tô nha. Và các bạn nhớ bỏ vùng chọn đi, Ctrl D. Và chúng ta copy thêm một layer nữa các bạn. Layer này các bạn tạm thời ẩn đi. Còn thằng này các bạn nói là Filter Layer, chọn cho thầy là Radiance Layer. Đó, một cái hiệu ứng tưởng chừng là nó không hay nhưng mà mình có thể ứng dụng rất là nhiều thứ luôn. Rồi bây giờ các bạn copy lên Ctrl C, các bạn nhấn Ctrl T, các bạn xoay lại là được rất là nhiều cái. Giữ Shift Alt thu lại. Đó, không cần mình phải vẽ nhiều. Thấy chưa? Cái gì lặp đi lặp lại là mình copy thôi. Được các bạn. Đó, rồi anh này các bạn hiện lên nè, các bạn cho cái hiệu ứng nó bé bé xíu. Nhấn Ctrl T nè, các bạn xoay lại chút xíu ha, giữ Shift Alt thu vô. Đó, có nghĩa là có cái mờ, có cái sắc nét. Ba layer này mình Shift, mình chọn cả ba layer, mình rút nó lại các bạn. Layer group, rồi nhấn Ctrl T kéo ngang. Cái anh này thường các bạn sử dụng để các bạn đặt lên đây cái tên sản phẩm á. Tên sản phẩm, ví dụ thầy dùng công cụ tag thầy list ở bên ngoài nha. Thầy gõ tên sản phẩm luôn. Chọn phông các bạn nha. Dùng công cụ tab mình tìm một cái phông. Gán hiệu ứng này các bạn. Chọn cho thầy là FX Vivo Embed. Vivo Embed các bạn học chưa? Hiệu ứng chữ nổi á ha. Color Overlay là màu đơn sắc nè. Đó. Màu đơn sắc thì các bạn chỉ việc chọn cho thầy cái màu thôi. Rồi chữ nổi lên là mình chọn vào cái chữ Vivo Embed. Tăng cái size lên. Đó, mình tăng cái dip lên cho nó sắc nét ha. Rồi chọn cho thầy cái kiểu. Cái kiểu là chọn trong này nè các bạn, để nhìn cho cái chữ nó theo cái ý của mình. Đó, kiểu này đẹp rồi nè. Ok ha. Đó, sau đó các bạn nhấn Ctrl T, các bạn giữ Ctrl, các bạn chỉnh. Đây là một cái thương hiệu mới. Cái quan trọng là gì? Quan trọng là cái hiệu ứng ở bên dưới. Đó là Radiance Layer. Được chưa các bạn? Rồi bây giờ các bạn thử cho thầy nha.